30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hé lộ gót chân Achilles của Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Trung Quốc đã đột ngột tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như những hoạt động tập trận trái phép tại Biển Đông, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Động thái này của Bắc Kinh không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông mà còn đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực, khiến cộng đồng ASEAN, đặc biệt là các quốc gia gần Biển Đông rất quan ngại. Có nhiều lý do, Trung Quốc lại chọn tập trung đột phá xuống phía Nam và nhằm vào Biển Đông, thay vì chuẩn hướng ra Tây Bắc Thái Bình Dương từ Biển Hoa Đông. Thứ nhất, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng và tấp nập hàng đầu của thế giới hiện nay, là huyết mạch của nền kinh tế Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Ai kiểm soát được tuyến hàng hải này có thể kiểm soát cả khu vực, và điều này xin phép không nói nhiều, vì nhiều học giả trong và ngoài nước đã phân tích sâu và kỹ. Thứ hai, mặc dù cả hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông đều bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp, đồng thời đang tranh chấp với láng giềng, nhưng ở Hoa Đông là Nhật Bản, một cường quốc số 2 châu Á không dễ để Trung Quốc bắt nạt. Trong khi đó, tại Biển Đông, tranh chấp ở quần đảo Trường Sa rất phức tạp với 5 nước 6 bên. Về thực lực, phải nói thẳng rằng các nước này không mạnh bằng Trung Quốc, kể cả về quân sự, kinh tế. Trung Quốc có thể và đang thông qua việc chia rẽ nội khối ASEAN hòng làm mưa làm gió ở Biển Đông. Điều này với họ dễ hơn nhiều khi họ đương đầu với Nhật Bản ở Hoa Đông. Thứ ba, nếu chọn Hoa Đông làm đột phá khẩu thì Trung Quốc không chỉ phải đối phó với Nhật Bản mà sau lưng Nhật Bản là siêu cường Mỹ. Chỉ riêng vòng vây thứ nhất Mỹ thiết lập bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines, Trung Quốc đã không dễ vượt qua. Mặt khác, Tây Thái Bình Dương là địa bàn hoạt động chiến lược truyền thống của Hải quân Mỹ. Washington không dễ gì và cũng không thể nhường Bắc Kinh ở đây. Có lẽ vì vậy mà Trung Quốc chọn Biển Đông để bành trướng trước. Khi xem xét lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc và hành xử của họ ở Biển Đông, cần đặt trong tổng thể chiến lược trỗi dậy hòa bình hay phát triển hòa bình của Trung Quốc, Biển Đông đang thực sự trở thành vũ đại cho sự chuyển động và tranh chấp quyền lực toàn cầu giữa các đại cường. Trong đó, hai nhân vật chủ chốt là một Trung Quốc đang lên và một siêu cường Mỹ đang đi xuống. Một số nhà nghiên cứu đã so sánh ý nghĩa địa chiến lược của Biển Đông đối với Trung Quốc không khác gì vùng biển tại Caribe, bao gồm vịnh Mexico đối với Mỹ ở cuối thế kỷ 19, vì rằng Mỹ chỉ có thể bằng việc khống chế toàn bộ biển Caribe thì mới thống trị được Tây Bán Cầu và chi phối trật tự quyền lực ở Đông Bán Cầu nhờ kênh đảo Panama xuyên hai đại dương. Tương tự như thế, Trung Quốc nếu thống trị được Biển Đông thì mới có cơ hội trở thành bá chủ Tây Thái Bình Dương và vươn ra Ấn Độ Dương. Khi nói đến lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, người ta thấy nổi bật bốn khía cạnh đặc biệt quan trọng: khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên, giao thông, an ninh, quốc phòng, khía cạnh văn hóa, lịch sử. Trên khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên, mục đích của Trung Quốc không có gì để nghi ngờ. Họ không những muốn chiếm tất cả các đảo và bãi đá trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà thậm chí có dạ tâm chiếm luôn cả các khu vực đặc quyền kinh tế EEZ của các nước theo Công ước về Luật Biển Quốc tế, trong khi các khu vực này cách bờ biển gần nhất của Trung Quốc, đảo Hải Nam, tới 1.200 cây số. Thế mà một số học giả nước ngoài, chẳng hạn cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, người theo chủ nghĩa hiện thực trong nền ngoại giao hiện đại và có công lớn trong thiết lập quan hệ Mỹ-Trung thập niên 1970, vẫn nhận định rằng Trung Quốc không có động cơ đế quốc bành trướng lãnh thổ. Vì bản đồ lãnh thổ Trung Quốc từ năm 2000 đến năm nay không thay đổi, thực tế cách hành xử của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và khu vực Biển Đông từ thập niên 1970 đến nay cho người ta một ấn tượng ngược lại. Hơn nữa, các bước tiến như vũ bão trong quá trình hiện đại hóa và tham vọng siêu cường kinh tế và quân sự của Trung Quốc vượt quá trình độ công nghệ và hiệu quả sản xuất của nền kinh tế của một nước đang phát triển mới đang ở giai đoạn đầu của hiện đại hóa, khiến cho nhu cầu cung cấp nguyên liệu trở nên bức thiết và ngày càng gia tăng, nhất là nhu cầu năng lượng dầu khí. Trong khi đó, các nghiên cứu khảo sát và thực tiễn khai thác tài nguyên ở Biển Đông đều cho thấy tiềm năng khổng lồ của Biển Đông. Hơn nữa, bối cảnh quốc tế trước hết là bối cảnh địa lý và tương quan sức mạnh ở Đông Nam Á và Biển Đông, quả thực đã kích thích tham vọng địa lý của siêu cường dân số này nói. Theo lý thuyết,
quan hệ quốc tế hiện đại thì các nhân tố khách quan và chủ quan đã khiến Trung Quốc theo đuổi một thứ lợi ích quốc gia tuyệt đối bằng một sức mạnh cứng tuyệt đối. Trên khía cạnh giao thông, khi Trung Quốc trở thành cường quốc thương mại số một thế giới, thì cũng có nghĩa là sự ổn định sẽ tùy thuộc vào những dòng chảy thương mại đều đặn nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, trước hết là nhập khẩu tài nguyên và xuất khẩu hàng hóa thành phẩm từ toàn bộ các khu vực khác nhau của thị trường thế giới. Vì thế, trong khi giao thông đường bộ của Trung Quốc với các quốc gia và châu lục khác gặp nhiều cản trở bởi địa hình và an ninh, đặc biệt là các tuyến giao thông Tây Nam để tiếp cận Ấn Độ Dương thông qua cấp quốc gia Myanmar, Pakistan, Ấn Độ, thì các tuyến hàng hải quốc tế ở bờ Tây Thái Bình Dương chủ yếu thông qua Biển Đông với các địa điểm như eo biển Malacca ở Nam Biển Đông và khu vực giữa hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa theo hướng Bắc Nam nhằm kết nối Trung Quốc với thế giới là nhiệm vụ cốt tử. Trên khía cạnh quốc phòng, an ninh, lợi ích quân sự và an ninh bao giờ cũng gắn với lợi ích kinh tế, là công cụ để bảo vệ lợi ích kinh tế. Do đó, bản chất của mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là nhằm hai mục đích cốt lõi: ngăn chặn tự do đi lại trên biển của các chiến hạm nước ngoài, nhất là của các đối thủ ngoài giới hạn 12 hải lý từ đường cơ sở. Nhờ thế, Trung Quốc có thể đẩy mối đe dọa an ninh từ biển ra xa bờ biển Trung Quốc, mở lối đi ra đại dương xanh lục cho hải quân Trung Quốc trong điều kiện biển Hoa Đông dưới sự kiểm soát của Mỹ và đồng minh Nhật Bản. Đài Loan đã ngăn chặn đường vươn ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương của họ. Tiềm lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là rất mạnh, nhưng họ cũng có nhiều gót chân asin. Đầu tiên, dễ dàng thấy rằng điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc về mặt quân sự ở Biển Đông chính là vị trí và khoảng cách địa lý. Trong tác chiến trên biển hiện đại, thường phải kết hợp cả hải quân và không quân. Nhưng một khi nổ ra xung đột tại Trường Sa, chiến đấu cơ Trung Quốc bay từ đất liền của họ ở đảo Hải Nam ra được tới vùng biển Trường Sa rồi bay về là hết dầu, không còn thời gian tác chiến. Chính vì vậy, Bắc Kinh đang loay hoay tìm cách khắc phục tử huyệt này bằng cách đóng tàu sân bay và huấn luyện tiếp dầu trên không cho chiến đấu cơ. Cả hai việc này, Trung Quốc đã và đang làm việc. Đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào hoạt động còn phải cần thời gian, không phải cứ muốn là được. Thứ hai, điểm yếu nổi bật của Trung Quốc ở Biển Đông chính là tính phi nghĩa cho các hoạt động quân sự của họ. Bắc Kinh không chỉ tuyên bố và khẳng định cái gọi là chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, nên việc Trung Quốc chủ động gây căng thẳng hoặc tìm cách khiêu khích xung đột quân sự sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, các nước trong khu vực. Chúng ta đều biết quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, cách đảo Hải Nam Trung Quốc rất xa, nhưng vì tham vọng bành trướng lãnh hải cũng như sức mạnh quân sự trên biển xuống hướng Nam, Bắc Kinh cố sống, cố chết để tuyên bố cái gọi là chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông thông qua đường lưỡi bò phi pháp do họ tự nhào nặn. Điều này, dù họ có cố tình lấp liếm bằng lý do gì cũng không thể che giấu được. Mặt khác, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu của thế giới hiện nay, nơi các cường quốc lớn trong khu vực tuyên bố có lợi ích cốt lõi hoặc mối quan tâm đặc biệt. Tôi cho rằng Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ sẽ nhảy vào cuộc bằng cách này hay cách khác, chứ họ không để Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Thứ ba, tàu của Trung Quốc sẽ là miếng mồi ngon cho tên lửa và không quân của các nước có liên quan. Nhiều người còn nhớ trong cuộc chiến tại quần đảo Falkland năm 1982 giữa Argentina và Anh. Chỉ cần một quả tên lửa đất đối hạm Argentina đã bắn chìm một thiết giáp hạm 10.000 tấn tối tân của Anh. Thứ tư, điểm yếu của quân đội Trung Quốc nói chung và hải quân nói riêng chính là tinh thần người lính. Lính Trung Quốc hiện nay thường được gọi là lính 01. Hơn 30 năm nay, Trung Quốc thực hiện chế độ sinh đẻ có kế hoạch, mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ một con. Đến tuổi nhập ngũ, tinh thần phấn đấu chịu đựng gian khổ của những cậu ấm độc nhất đó nói chung rất kém. Và điều quan trọng nữa là cuộc xung đột ở Biển Đông, Trường Sa nếu có xảy ra, thì là hoạt động quân sự phi nghĩa của Trung Quốc nhất định sẽ bị dư luận tiến bộ trong nước và trên thế giới lên án. Ngoài ra, những thanh niên Trung Quốc bây giờ có cơ hội tiếp xúc với nhiều luồng thông tin trong và ngoài nước hơn các thế hệ trước, nên họ không dễ bị lừa bịp o ép.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.